days, but those that last forever, as do I. Abandon all hope, you who are about to enter here. Đây là tour hải sản chuyên cua. Rất nhiều cung, mình đi lên và đi xuống, đi lên và đi xuống. Đã là chưa bao giờ ăn cua nhiều và ngon như đợt này, đúng không? Chặt góc, xào chẻ các kiểu, rất là tuyệt vời và nó là tiêu hao năng lượng. Bây giờ chúng tôi
để xe buýt và go.